Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel tiếp theo của mình. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ nói về vấn đề tại sao phải chơi tài xỉu vào những lúc đông người nha anh em nhé. Ok nha em, thì ngày hôm nay thì mình sẽ mang vào 31 củ 8 đây. Và mình sẽ chiến tại cái con TTC trên đường chơi này. Ok, và ngày hôm nay thì mình sẽ nói về tại sao phải chơi tài xỉu vào những lúc đông người anh nhé. Và bây giờ thì vào thực chiến luôn này. Xem cầu kèo như thế nào nhá. Xoay qua cái cầu cầu kèo á. Thì hiện tại cầu đang nghiêng về gì? Nghiêng về xỉu, xỉu 27, tài 23, nghiêng về xỉu nhiều. Để mình soi xem cái tiếng này có phải là tiếng tiếng xỉu được không nhá. 7 6 ok. Nên là cầu 2 1 2 3 3 3 1 4 5 8. Ok, tiếng này đánh vào tiếng tài em nhá. Tiếng đầu tiên thì mình sẽ đánh tiếng tài. Và mình cũng nói luôn với tất cả anh em là tại sao anh em chơi tài xỉu lại chơi phải những lúc đông người, vì những lúc đông người anh em chơi thì mới có thể dễ dàng thắng hơn nha anh em nhé. Nếu như anh em chơi và chơi vào những cái lúc mà anh em chơi mà không có người đấy, thì mình thực sự với tất cả các anh em đang xem được cái video của mình thì chắc chắn mình khẳng định với anh em một điều là anh em sẽ rất dễ khó thắng nhá. Bởi vì là cái giờ đấy thì lấy đâu ra người, mà không có người chắc chắn anh em thì là toàn bot anh em ạ. Đấy, mà toàn bot thì chắc chắn với anh em một điều là không bao giờ anh em có thể thắng được và không bao giờ anh em có thể win được nha anh em nhé. Đấy, bởi vì là cái khi mà anh em chơi ấy, kể cả anh em chơi ở cái bộ môn cân cửa này, nếu như không có người thì lấy gì ra để cân cửa cho anh em, của anh em những cái tiếng anh em kết em đánh ấy, thì nó không cân tới lúa của anh em, mà những tiếng anh em chơi mà anh em ăn thì anh nó trả lại anh em đúng không, mà chết thì nó lại hút của anh em. Đấy, cái điều này là rất là nhiều anh em phải gặp phải cái trường hợp này nhá. Nên là anh em chơi thì anh em phải chọn những lúc đông người mà chơi. Đấy, những lúc đông người mà anh em chơi thì đảm bảo và khẳng định với tất cả các anh em đang xem video của mình, chắc chắn một điều khi mà chơi những lúc đông người thì chắc chắn với là anh em chơi anh em sẽ dễ dàng win hơn và sẽ dễ dàng thắng hơn ở cái bộ môn tài xỉu ở trên con TTC thì đường trò chơi này nhá. Và bây giờ thì tiếp tục anh em hãy xem kết quả xem tay này xem có thực sự là tài hay không. Đấy. Thì tay này thì mình đánh ở cái vị là 661, mình bắt cái vị này là vị đứng nhá. Ở cái tặng cầu là 3112. Ok, kết quả về xỉu ra nhau ạ. Nếu mà tiếng này nó về xỉu thì chắc chắn thì một điều khẳng định với anh em một điều là tiếng này chắc chắn 100% tiếng này nó sẽ về xỉu anh nhá. 100% tiếng này nó sẽ về xỉu đây. Thì tiếng trước là 123 đây, tiếng này đây thì mình đã bắt tặng cầu đây. Ok, tiếng này thì tiếp tục một đánh ba cụ đây. 100% tiếng này chuẩn cầu. Nếu mà đi thuận cầu chắc chắn một điều với anh em là phải ra xỉu. Ok anh em, link của con TTC thiên đường chơi này thì để sẵn cho anh em ở dưới phần mô tả. Anh em mà đam mê về những cái bộ môn thể thao này thì anh em hãy ấn vào link và tải về và trải nghiệm. Và bây giờ thì anh em hãy xem kết quả xem tay này xem nó có thực sự chuẩn sai hay không nhá. Và vừa rồi thì mình cũng đã nói với anh em tại sao anh em phải chơi tài xỉu vào những lúc đông người. Đấy. Đấy, anh em đã hiểu lý do tại sao mà anh em chơi tài xỉu vào những lúc đông người chưa? Chỉ có những lúc đông người như vậy thì em chơi thì anh em mới có lời được, chứ còn nếu như anh em chơi mà anh em không chơi vào những lúc đông người thì khẳng định với tất cả anh em là anh em chơi cũng rất là khó nhá. Bởi vì lúc đấy là toàn bot thôi, mà khi mà chơi người mà chơi bot thì chắc chắn một điều là chỉ có cháy tài khoản và gãy thôi, chứ làm gì có ăn được bot đúng không anh em. Ai già thế thì vậy gì làm sao, vậy thì nó đã vọt lên một tiếng 1 2 3 4 anh em, vậy là không phải là cái cầu, vậy là nó đã không phải là ở cái cầu gì, nó đã không phải là ở cái cầu đây, cầu trước đây đấy. Thế thì tiếng này nó vọt một cầu, vọt một cầu để mình xem có chuẩn xác là tài không nhá. 7 ok, thế thì tiếng này khả năng cao 1 2 3 4 5, chắc chắn với anh em khẳng định nếu mà tiếng này mà không ra tài nhá, mình không bao giờ mình chơi tài xỉu nữa. Đây, nếu mà tiếng này không ra tài chắc chắn với anh em một điều không bao giờ mình chơi tài xỉu nữa nhá. Mình khẳng định với tất cả các anh em đang xem video của mình chắc chắn 100% tiếng này ra tài, bởi vì tiếng vừa rồi nó đã bỏ cái vị tài rồi, thì chắc chắn một điều 100% tiếng này bắt buộc nó phải ra tài nhá. Nếu mà nó không ra tài mình bỏ, mình không bao giờ chơi tài xỉu nữa. Ok, và bây giờ thì anh em hãy xem có những khẳng định của mình cho có chuẩn sai không nhá. Tiếp tục mở ra anh em ơi, kết quả nào, chắc chắn chưa, chắc chắn luôn, như gì chạy đâu khỏi lắng đúng không anh em. Đấy, anh em thấy chưa, những cái tiếng mà mình nói là chắc chắn là nó sẽ là chắc chắn đúng chưa. Đấy, mình đã khẳng định là nó là khẳng định chuẩn không đấy. Bởi vì làm sao, bởi vì mình đã nói với anh em rồi, bởi vì là cầu kèo là mình đã nắm rõ rất trong tay
đúng chưa? Đấy, nó chạy đâu ra khỏi láng, tại vì đáng ra cái tiếng vừa rồi nó phải gì, nó phải trả về với tiếng tài, nhưng làm sao, nhưng nó đã không gì, nhưng nó đã không về cái tiếng tài đấy, nó lại đỗ ở tiếng xỉu. Bởi vì đáng ra cái cặp này này, cái cặp 123 này, cái cặp liêng này này, thì cái cặp đấy khẳng định là một điều là nó phải về về xỉu, về tài chứ, đúng chưa? Nó là nó về 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 xỉu chứ, đúng chưa? Nhưng mà nó lại gì, nhưng mà nó lại nhảy phát lên tài đấy, bởi vì hiện tại đang cầu trước của nó là cầu 123, thì chưa 123 chưa, và đây cũng là 123, đỗ ở đây là đúng luôn, nhưng nó lại rồi một cầu, thì chắc chắn cái điều đấy là đến đến tài 11 cái là chắc chắn là nó phải ra rồi, đúng không anh em? Và bây giờ thì anh em hãy xem cái tiếng này xem có thực sự hay không nhá. Đấy, link của con TDC thì nửa chơi này thì sẵn cho anh em ở dưới phần mô tả. Đam mê thì anh em ấn vào link và tải về và trải nghiệm nhá. Và bây giờ thì theo kết quả là anh em đánh to thế làm cái gì, đúng không anh em? Đánh to đã chắc ăn chưa mà đánh to vậy. Rồi, húp tiếp cho anh em nhá. Đấy. Gì mà căng thế nhỉ? Đấy anh em thấy chưa? Bên kia đến 1 tỷ 9 thế này. Đấy, đánh khét lẹt luôn, đánh dồn con người ta vào nước cùng luôn. Làm gì phải vội vàng thế anh em, bình tĩnh thôi. Cứ bình tĩnh nhá, chưa có gì phải vội nhá. Bình tĩnh hơn những lúc chi tiền anh em ạ, cứ bình tĩnh hơn những lúc chi tiền nhá. Bình thường thôi, giản dị thôi. Đấy, đừng có mà đi nhanh quá, đi vội quá, đi vội quá mà đi nhanh quá thì gãy đấy anh em ạ nhá. Rồi, ok. Đấy, và vừa rồi thì mình cũng đã nói với anh em là vấn đề tại sao anh em phải chơi tài xỉu vào những lúc đông người nhá. Mình đã nói với anh em rồi, thì anh em nên chơi vào những lúc đông người để làm sao để có luôn có một cái chiến thắng rực rỡ ở trên con TDTC thiên đường trò chơi này nhá. Đừng chơi vào những lúc không có người, và những lúc không có người là những lúc khó đánh nhất nhất anh em ạ. Đấy, tại sao mà mình lại nói như vậy, bởi vì những lúc không có người là chỉ có bot thôi, không có người gì đấy gì để đánh với bot thì làm sao mà thắng được, đánh với máy thì làm sao mà thắng được, đúng không anh em? Đấy, đây là những kinh nghiệm của mình để anh em có thể học hỏi, để anh em có thể áp dụng nhá. Anh em thấy chưa, đẳng cấp chứ, đúng không anh em? Đấy, húp rồi ok. Và bây giờ thì mình cũng xin phép tất cả anh em mình sẽ ra ngoài một chút lãi nhá. Hiện tại lên được 40 củ tư rồi đấy, với cái vốn ban đầu mình mang vào thì bây giờ đã có lãi có lời, thì mình xin phép tất cả anh em mình chốt lãi tại cái này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.